hay là mạnh thường quân hay là bất kỳ ai cũng vậy, thấy cái sự này là nó kể như nó không thật thì cũng phải nên lật lại. Có một số người nhảy vô như đúng rồi đó, ồ ngoài kể như bây giờ kể như là ngày nào cũng lật mặt hẳn, mà tôi nói cái thằng đây mỗi ngày nó có một cái chiêu trò đấy, mà cái chiêu trò của nó nghĩ đó là một niềm vui quý vị, mỗi ngày cái hẳn tự tìm cho một mình một niềm vui đó, là kể như điện qua mạnh thường quân trách móc, rồi kể như có những cái chiêu trò đáp trả lại bằng những cái xảo ngôn đấy, đấy là cái niềm vui của hẳn hiện bây giờ đấy. Mời bà con tiếp tục nghe đoạn này. Thằng lợi nó quay nén là trái ngược nhau không? Mình làm cái gì? Mình làm cái gì? Bây giờ nhiều người nói em á, vợ mày hư gì mà kiếm ngày làm gì? Cho em nói xua theo họ vậy. Mấy câu trước sau có đầy đủ cho đi, cắt bỏ hết chị. Đó. Đó. Mà hư túi gì còn còn kiếm gì chi? Bây giờ em chứ em sợ em lo cho vợ em không biết sống chết hay sao á, em mới kiếm gì cho bằng được. Bây giờ về vợ em có ở không ở thì thôi. Ok, em cũng nhận vô đó, em biết vợ em ôi đàn và an toàn cuộc sống. Ok. Bây giờ nó thẳng là một cuộc điện thoại vợ em gọi về cũng được đó. Chứ hỏi thằng mới về. Ok, bây giờ Hận nhất quyết là Hận phải để cho mấy anh giúp sức quay để kiếm vợ về đúng không? Chị giải thích rõ ràng những cái gì chị muốn nói rồi, mà Hận cứ vẫn cứ muốn vậy phải không? Thì ok, thì chị không cần phải nói nữa, Hận làm chuyện của Hận, chị làm chuyện của chị. Hận cứ để cho Hận quay đi. Rồi cái chuyện sau này á, chuyện sau này á, Hận chắc chị nghĩ Hận không muốn biết hối hận đâu, tại vì chị cũng đã quyết nhiều rồi, nên chị nghĩ Hận không biết hối hận đâu, nên thôi chị yêu đó thôi. Chị chỉ yêu cầu Hận á, vì con chị không có gì là yêu cầu ở trên á, mà chị xin Hận thôi, xin chứ không phải là yêu cầu, tại vì không lấy quyền gì để chị yêu cầu Hận làm hết trơn á, là Hận nên quay đường lại, lo cho con mình đi, bỏ những cái mạng vô sướng đi. Quay đường lại, lo cho con mình. Em không mua con em đâu. Tiền của Hận bây giờ đang xài á, tiền của Mạnh Thường Quân đó. Em nói thật chứ chị, tiền của Mạnh Thường Quân á, cho con em còn giữ trong thẻ là để mua sữa cho con em. Em chưa có xài một đồng nào của Mạnh Thường Quân hết chứ. Em giữ đây cho con em đây nè, hằng ngày em ăn cơm gạo là trước khi Tết á, là trước Tết á, lúc vợ mới đi tròn sớm này cho em mấy chục con gạo ăn còn nè. Hận không cần phải nói những cái đó, chị biết hết hả? Nên bây giờ á, Hận nên chị nói nên Hận quay đầu đi, bỏ những cái người yêu thích đi, mình làm lại đi, mình bây giờ mình cứ đi làm, nuôi con nuôi cái này kia của mình. Con vợ mình á, mình cũng vẫn đi tìm, ví dụ như Hận muốn đi tìm cũng vẫn đi tìm, nhưng mà mình phải làm sao mình lo cho con cái mình đi. Đừng có lên mà gào thét mà phải đi kiếm vợ rồi phải đi nuôi con đồ này kia nữa. Thì cái từ đó về sau á, là cũng có nhiều cái hệ lụy nữa. Hận muốn người khác im á, không có giờ ngó cái Hận và chuyện xấu của Hận á, thì Hận cũng nên bỏ những cái trên YouTube đi, đừng có lên mạng nữa để cho người ta vui mất. Tại vì mình không đưa lên mạng thì làm sao người ta biết được mà người ta nói. Đó là cái cách cuối cùng chị khuyên Hận đó. Chị nói thêm một lần cuối cùng nữa là còn bao nhiêu Mạnh Thường Quân vẫn dõi theo Hận. Nhưng mà nếu mà Hận không biết điểm dừng, Hận dừng bây giờ nó cũng đã trễ rồi, nhưng mà cũng vẫn còn có cái dừng. Chị chỉ nói vậy thôi, còn Hận muốn làm sao đó thì Hận chị làm. Chị không nói nữa, chị còn phải đi làm việc của chị nữa. Ai Hận nha. Đâu có gì. Bây giờ anh nói là anh không ăn tiền của Mạnh Thường Quân đấy, mà anh ăn những cái phần gạo mà trước kia người ta cho anh. Ủa cái gạo người ta cho đấy là những người mà cho em là cái gạo đó là gạo chi đó Hận? Cái đó phải là Mạnh Thường Quân cho em không? Cái gạo em bây giờ em đang ăn đó cũng là cái gạo của Mạnh Thường Quân cho em đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, những cái đồng tiền mà em sinh hoạt trong những ngày vừa qua cũng là tiền của Mạnh Thường Quân. Biết tiền từ đâu không? Tiền người ta cho em để mua cái xe để bán dừa đó. Rồi tiền người ta cho em mua dừa làm vốn. Đấy, thì em cả như dùng đó để em xin lời, để em có cái em bỏ vô mồm, chứ tại sao là em cả như nói một câu là nó phủi ơn phủi nghĩa đó hả?
Bây giờ anh cứ dành ảnh là thần thánh, anh cứ nghĩ ảnh là một con người gọi là cái như là chắc bây giờ vẫn còn uy tín nhiều lắm hay sao? Mà bây giờ Mạnh Thường Quân đã khuyên một cái lời khuyên gọi chân thành, quay đầu cần cái chi đó thì tự mình biết, tự mình lo lắng, đừng bao giờ của YouTube quay nữa. Vì sao? Mình không phải là một người gọi là cái như nổi tiếng, mà mình là dạng cái dạng như là cái dạng mình là một người tai tiếng đấy, mà cứ lên cộng đồng mạng cứ nghĩ mình là bây giờ chắc là sao hạng A. Những ngày vừa qua là không có YouTube nào tới quay thì đúng đó, nhưng vì sao hạng biết không? Vì mấy ngày vừa qua cái đám cờn cờn ấy, mà nó bu theo hạng đó là nó dính vô cái đám tang của là cái như là ca sĩ cái như là Vũ Linh đấy, cho nên nó không quay hẳn được, chứ không phải là không có người quay, không phải là cái sự việc đây là kết thúc, mà chỉ cần là nó xong cái sự việc đó nó túa xuống là như một bài cần cờn, nó vẫn quay hẳn như đúng rồi thôi, nó không bỏ đâu. Vì hẳn là một trong những người mà chịu khó lên mạng, chịu khó bươi cái mặt mình ra để mà lấy cái sự thương xót của người khác, thì những thằng YouTube bẩn này, phải nói những thằng YouTube bẩn này nó sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Mặc dù Mạnh Thường Quân cũng đã chí mặt, cũng điểm danh rồi, nhưng mà nói thật sự ra đó, nó quay hẳn là cái như là nó không bao giờ bỏ đấy, vì bỏ hẳn lấy chi, nó bỏ vô mồm đấy. Trong đó nó thật sự tiền mà một số bà con mà cho, kể như bây giờ nó thật sự nó nói bây giờ nó ăn không phải tiền của Mạnh Thường Quân, mà tôi hỏi vừa rồi tôi nói quý vị đó, gạo Mạnh Thường Quân cũng cho nó. Ủa chứ gạo đâu phải tự tay nó mua, nó làm nó kiếm tiền nó mua, nó nói câu trước là đá câu sau đấy, nó nói là gạo là trước Tết là bà con cho rất nhiều đấy, cho nên bây giờ đó, bây giờ là nó ăn không phải là ăn của Mạnh Thường Quân. Ủa người ta cho gạo mày đó là tiền của Mạnh Thường Quân rồi đó chứ, rồi những cái trái dừa, những cái xe, những ngày vừa qua mà đi buôn bán đó là tiền của Mạnh Thường Quân, và tiền đó là người ta đã gọi là đầu tư ban đầu cho mày một cái cần câu để mày dùng để mày sống nha. Nhưng cái điều nó bất hợp lý ở đây đó, đâu một chút nhức đầu số mũi cũng là liên lạc qua Mạnh Thường Quân đó. Bây giờ là cái như em đâu mà đến mức mà em không có tiền em mua thuốc? Ủa sao em khổ vậy? Tiền trong tài khoản, em nói tiền có trong tài khoản để dành lo cho con em. Ủa thì tiền đó ta lấy ra ta mua thuốc đi, tại sao cũng phải là rỉ rục sang Mạnh Thường Quân để mà rên rỉ làm chi? Thế cái bảo hiểm mà bây giờ nó, tôi nói quý vị, đã đi ăn chực mà còn đòi xôi gắt đấy. Người ta thương mình, người ta cho cái chi thì nhận cái nấy. Vì sao? Mình chấp nhận đi ăn xin mà. Mình chấp nhận đi ăn xin được thì người ta cho cái chi thì mình phải nhận lấy cái đó. Đó là do mình kể như là tạo một hoàn cảnh như thế, chứ không phải là ai cho mình cả. Đó. Mà người ta cho thì phải nhận, chứ đừng có đòi hỏi. Đó. Người ta cho cái như là của ngon vật lạ hay bất kỳ cái gì đó, nếu mình cảm thấy mình dùng được thì mình cứ nhận. Đó. Chứ đừng đòi hỏi ở đây. Một người đã chấp nhận đấy để đi xin ăn thì không có cái quyền để đòi hỏi là anh phải cho tôi cái này hay cái kia. Nhưng đằng này bà con thấy rằng hạn nó đang xin một cái bảo hiểm là từ 2 năm đến 4 năm, mà cái chị này chị tìm không ra cái bảo hiểm 2 năm 4 năm là thật sự quý vị, chị tìm không ra, cho nên chị cắt rồi chị không mua nữa. Bắt đầu anh lái sang một hướng khác là những ngày vừa qua em thức hôm dậy sớm em đâu cho nên bây giờ cái như em không thể mà cái như là đi làm được đấy, vì tiền là em dành để lo cho con em, chứ em không dám tiêu vào bất kỳ việc gì. Bắt đầu chị này thấy cái bài cái này nó lộ quá, chị mới 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 chị mới hỏi, bắt đầu anh mới lộ cái bài ra đấy, thì ra đây là cái chiêu trò mà như những ngày qua tôi phán đấy. Anh gọi YouTube tới quay là để anh chài mòi Mạnh Thường Quân, chứ không phải YouTube tới quay để PR bán mặt hàng nào đó, và cũng chẳng phải mà YouTube tới quay là để chứng minh rằng anh vẫn còn giữ cái xe, và YouTube tới quay cũng không có thể hiện được vấn đề là anh đang tìm vợ. Tôi nói những ngày vừa qua bà con cũng biết rồi, hình ảnh vợ thằng Hận đang tràn ngập trên tất cả các nền tảng mạng đấy. Anh em hiệp sĩ cũng đã nhúng tay vô, nhưng tất cả là một con số không.
có những cái nó ẩn khúc ở đây. Tí nữa tôi sẽ để bà con nghe cái đoạn mà tôi trao đổi với cha của Hằng và cha của Nhàn như thế nào, rồi để cho bà con thấy có những cái ẩn khúc. Đó, mà anh Hằng này bây giờ anh cứ nghĩ bây giờ cả anh là một tay che cả bầu trời. Anh nghĩ bây giờ anh có hai con mắt, anh có cái như là hai cái như là cái lỗ tai. À, mà cả một xã hội là bây giờ đã muôn vàng. Những người mà bây giờ còn bảo vệ cho Hằng, còn a cho Hằng là những người đang có cái tư tưởng cũng giống như Hằng, cũng muốn là cái đi ăn mày như Hằng thôi, chứ không không muốn là bản thân mình tự đứng lên. Tôi hỏi quý vị, một xã hội này mà để những người như Hằng còn tồn tại, còn cả như dùng vào cái tình thương của người khác để kiếm ăn một cách bất chấp, thì xã hội khó, rất khó phát triển. Con cháu chúng ta nó không có cái ý chí cầu tiến vươn lên đâu. Đây, nó cứ nhìn lại Đồng Nai là có Hằng, nhìn cả như là Sài Gòn có Trọng Súng đấy, thì dễ chi mà cái như là nó cầu tiến vươn lên. Nó ngày mai mà nếu ta ra đường mà ta tìm việc làm không có đấy, thì cứ la lên cộng đồng mạng, quét mấy YouTube tới quay giá nghèo giá khổ, trở thành một diễn viên là có tiền mạnh thường quân thế thôi. Và những ngày qua cái tư tưởng thằng Hằng như thế không bao giờ thay đổi được đấy. Nó chài mòi mạnh thường quân với tất cả mọi cách đấy, từ cái việc nhức đầu sổ mũi đau bụng cả như thế này khác, cũng là những tin cho chị mạnh thường quân này đấy. Bây giờ cái đi bắn dừa mà cũng phải cần người bia, đi bắn dừa mà cũng phải cần cả như là người cái quay phim đồ, như một diễn viên nổi tiếng, như một sao hạng A. Tôi hỏi quý vị, bây giờ cái tâm lý quý vị có bao giờ mà bà con, tôi tính cái vấn đề mà bà con ở trong cái khu vực cách Hằng khoảng là cả như là 2 cây số thôi, chứ không cần nhiều, 1 cây số cũng được. Giả sử thằng Hằng, giả sử nó bia cái dừa nó lên, gặp máy gì tốt bia lên, bà con muốn uống nước dừa, thế là bà con ra trước nhà bà con mua, hay là điện thoại thằng Hằng nó chở tới cho bà con 1-2 cái dừa nó chở tới hay không? Mình mua, giả sử mình mua uống đỡ khác, thì mua 1-2 cái cao lắm bà con là mua khoảng 10 cái, thì nó có chở tới hay không? Mà nó nói rằng bây giờ là nhờ YouTube quay lên để người ta biết nó là bán dừa, để quảng cáo mặt hàng cho nó. Tôi hỏi quảng cáo cái mặt hàng đây không phải là một mặt hàng thông dụng để bán trên nền tảng online. Đấy, anh bán dừa mà giống như bây giờ anh đi bán mỹ phẩm đấy, thì thâu ta đi bán mỹ phẩm đi. Đấy, để mà anh đem YouTube nó quay VR lên cho kể như là ai cũng biết mà mua là cái như nó bài bản. Đằng này anh đi bán dừa mà cái như là anh chấp nhận một mức lương quá bèo bọt, đó là từ 6 triệu đến 7 triệu nữa là hết đắt. Thì cái số còn lại, tôi hỏi quý vị, với cái vấn đề mà chi phí như Hằng nói, một tháng khoảng là 20 triệu, tôi cho một tháng chi phí 20 triệu đi, thế thì những cái khoản còn lại nó lấy đâu, nó bỏ vô bụng à? Thu nhập một tháng có 6 triệu à, đến 7 triệu rưỡi à, mà con của nó gửi là tháng cả như là 6 triệu đồng. Thế là lấy khoản nào nó bù đó quý vị? Có phải là đang trông chờ vào tiền của Mạnh Thường Quân không? Đang trông chờ lòng tốt của bà con hay không? Mà nếu nó không trông chờ việc quái gì, nó phải quay lên YouTube thường xuyên hả? Nó cũng đã từng thừa nhận nó với Ngọc Thảo dựng cảnh quay phim để chia tiền YouTube hả? Chính nó thừa nhận luôn đó, chứ đâu phải là mình cậy răng nó nói. Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng riêng ai cho riêng Hằng, cái chi cũng có thể làm được. Nhưng cái một điều nó không làm được bây giờ đó, bà con biết điều gì không? Nhờ chính quyền để tìm con vợ nó thì nó không làm được. Vì sao quý vị? Con vợ nó đâu có đi đâu mà phải tìm, phải không? Con vợ nó cũng là một trong những diễn viên mà diễn viên là giấu mặt, chứ có đi đâu đâu mà phải tìm. Chứ về cái tâm lý, tôi nói thật sự nha, trong đây có rất nhiều anh, có rất nhiều chú xem về tâm lý một người đàn ông mà chỉ cần biết con vợ mình đi với thằng đó, biết cái như là cái số điện thoại của thằng đó, biết thằng đó từng tới đập cửa nhà mình, biết thằng đó cái như nó dẫn con vợ mình đi khách sạn nào, tôi nói quý vị, mấy lúa cũng phải đi tìm cho ra cái sự. Mà ở đây thằng Hằng không phải dạng hiền, nó cũng dạng cái dân cũng dân anh chị đó. Mà vì sao mà nó phải chấp nhận, nó cuốn mình lại, nó phải là cái nhờ YouTube tới quay đấy.
Tại sao nó hơi cuốn mình nhờ tôi tới quay quý vị? Vì đây là một trong những cái màn kịch bị lỗi. Màn kịch bị lỗi bây giờ mang chất gỡ gạt được bao nhiêu được thôi. Chứ cái vấn đề là tôi cũng đã từng nói rồi. Với ai có thể tôi tin là vợ đi theo nhân tình. Chứ với hận, tôi nói thằng hận nó không bó vợ nó thôi. Con vợ nó không dám mà cái ngắt nghé mà đi cặp với người người này người kia. Nhìn thằng hận bà con cứ nghĩ đi. Nó cũng từng cỡ như đưa con này con vợ lớn chăm sóc mà nó hành con vợ lớn lên bờ xuống ruộng đó. Mà bây giờ nó có những cái thông tin nó nhắn qua cho chị này à, có những thông tin không đúng hay là như thế nào đó với là con nhớ, thì tôi mong rằng nếu mà ở đây người thân con nhớ xem được hay con nhớ xem được phải làm rõ sự việc này. Đây là một trong những cái liên quan đến uy tín của mình à. Bắt đầu bây giờ là cái dư luận á, cái dư luận đang đổ dồn dãn. Đấy, có nghĩa là ngày xưa anh cũng là chí mẹ ruột lấy vàng, rồi cuối cùng sao quý vị có không? Không có. Rồi chỉ cái như cha ruột cho đất rồi giật lại, cuối cùng có không? Cũng không luôn. Đấy, rồi nói mấy đứa em gái làm đờ, có không? Cũng không có luôn. Rồi quay sang có một cái đoạn ghi âm nào nó với một người nào đó trao đổi, và người trong điện thoại nói rằng em trai của nó là một người kiểu như là nghiện ngập, cuối cùng có không? Cũng không có. Đấy. Nhưng mà vì sao thằng Hận nó phải đưa ra những cái chiêu bài đó? Đây là một trong những cái nước cờ mà anh đi bị hố. Đấy, anh đi sai một nước, cuối cùng là cái nguyên cả bàn cờ là cái như là phá sản, nguyên cả bàn cờ là không cứu vãn được. Và đến thời điểm bây giờ mang chắc là anh vớt quát thôi, anh dùng mấy con tốt vớt quát thôi, chứ còn thật sự mà cái bàn cờ đây nó thật sự quý vị, xe pháo là người ta làm hết rồi, giờ chỉ còn mấy con tốt á. Mấy con tốt là mấy thằng YouTube bẩn á à, anh dùng mấy con tốt đây để là anh lên anh diễn lại cái như là anh chấm chế được ngày nào hay ngày nấy thôi. Đấy, chứ giờ mà buông tay bỏ cuộc cũng uổng, vì cái bàn cờ đây là tự anh dựng ra. Cho nên á, cái nước đi sai lầm của anh mà nó thua trong cái bàn cờ đây là ảnh kể như là bạo mồm ảnh đứng anh tố giác gia đình của em. Bên vợ ảnh cũng hốt, rồi bên ảnh cũng hốt. Đấy là một trong những nước đi mà kể như nó sai lầm và phá tan cả một cái bàn cờ. Đấy. Tôi nói đi sai một nước là kể như phải, đây là một cái trả giá. Trả giá đây là cái sự mà bị người ta kể như phỉ nhổ. Đấy. Bây giờ tôi nói một bàn cờ mà bà con nào đánh cờ tướng là biết đấy, xe nó cũng lụm, pháo nó cũng lụm, mà mã nó cũng xây luôn đấy, bồ tượng chống là cái như nó cũng hốt luôn, thì bây giờ còn gì nữa đâu mà chơi. Bây giờ chỉ còn những con tốt, bây giờ anh cứ là anh xích tốt lên đấy, là cái như anh lắng lướt qua sông đấy, rồi cái như là nói thật sự tới đâu hay tới đó thôi. Chứ còn bây giờ cái bàn cờ đó là thua toàn cuộc, mà những con tốt bây giờ, những con tốt thấy đó là có những thằng YouTube đấy mà vừa rồi tôi nêu đấy, thằng nêu con gì con Ngọc con đồi đó đấy, những thằng đó là những thằng đang tiếp tay cho thằng này. Đây là một trong những con chốt thí cuối cùng đấy, mà giờ không được thì thấu mất nó. Thằng Hận chẳng qua bây giờ nó cũng biết cái xác định rồi, nó không mất gì cả. Chẳng qua bây giờ nó thật sự khi mà cái uy tín của nó lên cộng đồng mạng đấy, là người ta biết rõ nó, thì bây giờ nó thu mình lại, nó không lên mạng nữa, mọi chuyện yên. Cái gì đâu quý vị, thì thâu cất trâu đó lâu quá bụng, thời gian 1-2 năm thì cái chuyện thằng Hận sẽ đi vào quên lãng. Những cái vấn đề mà nó chửi cha mắng mẹ cũng không ai cần quan tâm tới. Vì sao? Nó không phải là thành phần để chúng ta phải nhớ. Mà vì sao chúng ta phải nói cái vấn đề này? Vì không muốn cho những kẻ này lên cộng đồng mạng để biệt bệnh chúng ta mà cái mang đó. Đó là mục tiêu mà những ngày vừa qua những anh em YouTube và một số mạnh thường quân đã lên tiếng thẳng thắn cho cái sự việc này. Cái mục đích cuối cùng vẫn là thế, không để cho anh này, không để những người này, hoặc là không để cho những người như Trọng Súng, mà phải kể như lên cộng đồng mạng kiếm ăn một cách bất chấp. Đó là cái điều mà bất kỳ ai cũng muốn, chứ không phải riêng về tôi, hay không phải vì cái một số mạnh thường quân, mà chỉ có những người mà đang PA, đang cổ xí cho Hận, đang có những cái lối sống mà xem thường đạo đức một con người đấy, và xem thường danh dự chính mình mới đi a vô cổ xí cho thằng Hận thôi đấy. Chứ còn những bà con mà hiểu biết một cái sự thật ở đây, không ai mà cổ xí cho Hận cả.